Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại ra vườn á, mình chụp hình những mấy cái bông hoa rồi quay những cái bông hoa cho các bạn coi cho nó đỡ buồn nha. Mấy ngày nay á, tình hình ở bên Việt Nam mình nghe mình cũng thấy rất là buồn. Dịch bệnh á, càng ngày nó càng diễn biến phức tạp ở bên đó. Ở bên này thì nó bình yên trở lại rồi. Ở bên này người ta cũng bỏ bớt cái giãn cách ra rồi. Cũng những cái cửa tiệm á, người ta cũng không giống như là không có bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa. Nhưng mà nhà mình vẫn cứ phải đi vô những cái chỗ công cộng á, mình vẫn phải đeo khẩu trang nha các bạn. Rồi á, nhưng mà nó cũng đỡ hơn ở bên Việt Nam. Mình không nghe tại vì mình thấy vật giá leo thang rồi thấy cái gì cũng mắc hơn bình thường. Có cái chị kia chỉ bỏ lên YouTube á, mình thấy giá cả ở bên Việt Nam tăng gì đâu là gấp 3, gấp 4, gấp 10 lần luôn á. Mình nghe mình rất là buồn luôn á các bạn. Mình cũng không hiểu tại sao mà có nhiều người á nhân cái cơ hội này mà lại tăng giá cho bà con khổ vậy, không biết luôn á. Không biết họ nghĩ như thế nào luôn á các bạn. Lương tâm không biết để đâu luôn á. Thôi mình đi ra ngoài vườn á, giờ mình quay những cái bông cái hoa cho các bạn coi cho nó đỡ buồn ha. Cho nó tươi tắn hơn một chút xíu nha các bạn. Rồi cái bông này là cái hoa là hoa này là hoa butterfly á, hoa bướm á các bạn. Cái bông này nó thu hút con bướm dữ lắm. Nó thu hút bướm, hoa bướm, ong bướm tới á. Nhưng mà bữa mình không có thời gian quay á, bữa nay nó hơi bị héo á, nó không giống như là nó già rồi á. Bông này màu đỏ đẹp không các bạn. Hoa này á là không nhớ tên, nó là hoa chi ăn thì phải, uống rõ luôn á các bạn. Mình cùng ngắm ha. Hoa này hoa trắng nè, nó có nhiều loại lắm, màu trắng, màu tím đó. Còn mình ở bên Việt Nam mình không biết làm sao, nhưng mà má mình có gọi cho dì hay là ở bên Việt Nam thì nói là người ta cũng có cung cấp cái lương thực á ở dưới quê á các bạn. Mà không biết thành phố thì mình cũng không có rõ như thế nào, nhưng mà thấy mua một thùng mì gì đâu à, bình thường là 100.000 gì đó mà bây giờ nâng tới 300.000 mà phải không có sự lựa chọn á các bạn. Nghe rất là buồn ha, không hiểu luôn á. Giờ mình chỉ có ở bên này chỉ có biết là cầu nguyện cho mọi người để mau chóng thoát khỏi cái cơn dịch bệnh này thôi, chứ mình cũng không biết làm sao luôn á. Cái bông này đẹp không các bạn ơi, bông này dễ thương quá. Cái bông này á, nó mọc thành từng chùm vậy á các bạn. Nó thành từng cụm đó. mỗi cái cành của nó là một cái chùm bông á các bạn, thấy không? Nó từng nhánh của nó là một cái chùm bông á, nó cao to lắm. Ông xã mình năm nào cũng chuyên nó xuống đó, cũng cắt bớt nó xuống á, mà nó lên bông rất là đẹp. Hôm nay nó hơi héo rồi các bạn, nó héo rồi đó. Bông mà mới ra thì nó trắng muốt luôn, cái này là nụ của nó nè đó. Mỗi cái cành vươn ra là một chùm bông. Còn cái bông này nhìn lạ không các bạn, nhìn nó đẹp ghê luôn á, giống như cái hoa hướng dương á, nhưng mà nó công nhận thiên nhiên á các bạn. Các bạn đi ngắm hoa ngắm bông á, ngắm kỹ nó rất là đẹp nha, nhìn nó dễ thương lắm. Bông nào nó cũng có một cái nét đẹp riêng của nó. Hoa dại thì nó cũng có nét đẹp của hoa dại, cũng đẹp lắm á. Mình cứ từ từ chậm chậm rồi mình ngắm phía tụi nó đẹp lắm. Cái hoa màu tím á là con hoa lục bình đó các bạn. Đây hồ cá của nhà mình, hồ cá và cá coi á, nhưng mà nó cũng chết mất mớ rồi. Thì hoa giống như hoa đồng tiền của Việt Nam á các bạn.
Nó có rất là nhiều màu á, màu tím nhạt nè, màu tím đậm nè, màu này rực rỡ ghê luôn á. Rồi cái màu này cũng dễ thương ha, tím là lợt lợt chút xíu, rồi màu trắng. Nó nhiều màu lắm, mà cái bông này nó cũng bền lắm, nó nở lâu lắm. Vậy mình rất là thích cái hoa này nha. Nhìn nó cứng cáp quá đẹp. Còn cái hoa này là hoa dạng như hoa dại á nha, như nhà mình trồng lên cái chỗ hồ cá mà nó tốt vậy á các bạn. Bông nó cũng lớn hơn bình thường chút. Nghe chim hót đã không? Ồ, chim hót líu lo luôn. Bạn nghe xa xa có tiếng gà kìa, gà gáy không? Nó gà nhà mình á. Ở khi nào mình quay video mấy con gà cho các bạn coi ha, hình như. Mấy cái hoa này á, nó dễ thương lắm, nó nhỏ nhỏ thôi, nó không có bự. Còn hoa này là dạng hoa dạng cỏ, hình trái tim đẹp lắm. Mình nhìn kỹ mình thấy hình trái tim, từng cái cánh hoa của nó có hình trái tim, năm cánh hình trái tim. Hoa cây này là mình cũng không biết cây gì mà cái màu tím để dễ thương quá. Hoa này là hoa iris, hoa iris đó, nó mạnh lắm, nó lên rồi lên như cỏ luôn á. Còn cái hoa này là dạng như hoa thực dược á, nó cũng cùng giống với hoa thực dược chứ không phải hoa thực dược hay sao á. Hoa thực dược cái cánh nó dày mà nó nhiều hơn. Để chút nữa mình có quay cái hoa thực dược á cho các bạn coi. Còn hoa này là hoa dạng như kiểm cảnh thôi. Cái này cũng đẹp ha. Ông xã mình á thích màu tím. Anh yêu màu tím á cho nên nó mua cái bông nào cũng màu tím, nhiều nhiều màu tím lắm. Mình cũng thích màu tím nữa. Hoa này đẹp không? Hoa này dạng dây leo á, đây nè, hoa thực dược đây nè. Cái hoa này nó chưa có nở hết á, nó mới nở có một nửa thôi à. Mà nó cái màu nó phớt phớt đẹp ha. Màu này màu vàng cũng nhẹ nhàng nè. Cũng là thực dược luôn á. Mà màu vàng. Nè, nụ của nó nè. Nó ra bông nhiều lắm, ra liên tục luôn á. Còn cái mông bông này màu đỏ nè, đỏ rực rỡ luôn á nha. Nó bự gần bằng cái bàn tay của mình luôn á. Mình ôm nó không hết luôn á. Bự quá trời bự. Có một cái bông màu đỏ thôi à. Gà qué gáy quá trời. Bây giờ đang buổi sáng. Mình tạm dừng video của mình tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và share ủng hộ mình với nha. Chúc các bạn luôn có sức khỏe để chống chọi cái cơn dịch bệnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hy vọng mọi người luôn khỏe mạnh và bình an, lúc nào cũng tươi vui và đừng có nghĩ tới cái dịch bệnh nữa. Nghĩ tới cái gì mà vui vui rồi xem cái gì hay hay, hài hay là cái gì đó để cho cái ngày nó trôi lẹ hơn đó các bạn. Kiếm cái gì vui vui coi nha các bạn. Vui vui coi hay chơi với con cái cũng được, coi chơi với mấy đứa nhỏ cũng vui lắm á. Mình cảm thấy mình trẻ ra đó các bạn. Tại mình chơi với tụi nhỏ nhiều á, ý mình nói là cái tâm hồn mình nó cũng trẻ ra vậy đó. Thôi hẹn gặp lại video sau, tạm biệt nha, bye bye.